dùng nhiều nước hoa nhưng chưa chắc các bạn đã nghiệm ra điều này. Đó chính là nếu như các bạn tìm một cái mùi hương phù hợp với một phong cách ăn mặc nào đó thì các bạn hãy tìm đến những thương hiệu designer. Tại vì ở đây các bạn sẽ có những cái sản phẩm nó phù hợp nhất với cái phong cách ăn mặc của mình. Tại vì các thương hiệu designer họ có xu hướng là kinh doanh ngoài những dòng sản phẩm chủ lưu như là thời trang, như là trang sức, thì họ có thể mở rộng ra những sản phẩm liên quan đến nước hoa. Một vài thương hiệu nổi tiếng như là Versace, như là Dior, như là Tom Ford, thì các bạn có thể thấy đó chính là cái thời trang hay là cái trang sức hay là giày dép của họ luôn luôn có sự xuyên suốt cùng với nhau để có thể mang tới cho người trải nghiệm một cái phong cách xuyên suốt từ đầu tới cuối, và nước hoa cũng không phải là ngoại lệ. Và ngày hôm nay thì mình sẽ xin phép gợi ý đến các bạn một trong những sáng tạo mà nếu như bạn thích một hình ảnh vừa có cái sự sporty, thể thao, năng động nhưng vừa có sự lịch sự thì các bạn hãy tìm tới Lacoste Nome. Yeah, chính là em nó. Và lý do vì sao mình lại nói như vậy thì chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. Vâng, trước khi vào cụ thể về mùi hương thì tôi tin chắc rằng nhiều ông sẽ thấy hơi lấn cấn ở cái phần đầu mà mình nói, đó chính là tìm mùi hương phù hợp với phong cách. Tại sao lại phải tìm đến những thương hiệu designer? Tại vì với cá nhân mình, khi mà mình đã thử qua khá nhiều những thương hiệu niche và indie, cái mình thấy đó là sự đồng điệu trong cái sáng tạo, trong những cái nội dung và một phần nào đó cảm xúc khi trải nghiệm mùi hương đó với perfumer, chứ không phải là một cái phong cách mà perfumer mang tới. Các bạn hoàn toàn có thể thấy những sáng tạo như là Ferrick Mill này, mỗi một sáng tạo mùi hương thì chúng ta sẽ thấy có một perfumer làm mùi, và họ hoàn toàn được quyền bay bổng trong cái sáng tạo đấy. Và cái mà họ truyền tải thì thường là sẽ mang cái tính trải nghiệm cá nhân, một cảm xúc ở trong một cái thời điểm nhất định, chứ không thể nào gói gọn rằng là chúng ta sẽ mang mùi hương đấy để định hình cho một tệp nào đó. Đấy là cái mà mình nghĩ những thương hiệu niche và indie họ không hướng tới. Nhưng cái này thì là những thương hiệu designer họ rất rất thích. Họ sẽ làm ra những mùi hương để nịnh mũi số đông, và để làm sao mà người dùng, cái tệp khách hàng của họ, ngoài việc mua sắm những sản phẩm liên quan đến thời trang, liên quan đến quần áo, giày dép, trang sức, đồng hồ, họ cũng hoàn toàn có thể mua những sản phẩm thơm mà những thương hiệu này cung cấp mà không bị lạc quẻ. Đấy là cái mà mình thấy rất là rõ rệt. Nên là bạn nào mà có thể phản hồi, phản bác lại những ý kiến này, rất là mong các bạn có thể chia sẻ thêm để mình có thêm góc nhìn. Chúng ta sẽ quay trở lại với sáng tạo trong ngày hôm nay, đó chính là Lacoste Nome. Yeah. Vâng, một hình con cá sấu. Ngày xưa khi mà mình mới bắt đầu ra đi làm, đâu đó khoảng tầm những năm 2012, thì mình nhận ra một điều rằng những anh chàng trẻ, người ta rất có xu hướng thích những sản phẩm của nhà Lacoste. Một phần vì giá thành, cái thứ hai là vì thương hiệu, cái thứ ba đó chính là một cái sự trẻ trung, một cái sự năng động, thể thao, sporty được thể hiện ở trong đó. Và những sản phẩm của nhà Lacoste ấy, thì mình luôn luôn nhớ tới đó chính là những chiếc áo phông với cái hình con cá sấu quay vào phía trong ở trên cái phần này. Mặc dù nếu như mà không có cái hình con cá sấu đấy thì đôi khi giá thành rẻ hơn rất là nhiều. Đây là mình không nói về chất liệu nhá. Nhưng mà mỗi khi nhìn thấy một chiếc áo của Lacoste thì tôi luôn luôn nghĩ tới hình ảnh một anh chàng cực kỳ trẻ trung, có điều kiện tài chính tốt và rất là lịch sự. Tại vì thường những cái chiếc áo của Lacoste luôn luôn là những chiếc polo có cổ. Và cái này thì các bạn, nếu bạn nào mà làm nhà nước nữa thì các bạn sẽ thấy rằng nó xuất hiện ở trong những trên người những anh chàng mà gia đình có điều kiện một tí bắt đầu ra đi làm, thì thường là rất là hay thích mặc Lacoste. Ngày xưa sếp của tôi thích mặc Lacoste lắm, vì kiểu cá sấu, kể cả áo thể thao nhá, áo thun thể thao nó vẫn có cổ, trông nó vô cùng lịch sự, trẻ trung và năng động. Và đương nhiên cái việc mà họ có thể gây được ấn tượng và ghim vào đầu những người tiêu dùng, đó là sản phẩm của nhà Lacoste ngoài sự sporty, nó còn mang lại một cái sự lịch sự. Thì những sản phẩm nước hoa của họ cũng có cái vai rất là tương đồng. Các bạn có thể tìm thấy những chai Lacoste trắng, ngày xưa mình đã review rồi. Mặc dù là bay cam chanh cùng với gỗ, khỏe khoắn, rất khỏe khoắn, rất nam tính, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được cái sự lịch sự, không bị quá già nhưng cũng không hề quá là trẻ trung. Thì video về con Lacoste đấy các bạn có thể tìm đây, hoặc là tìm ở bất cứ kênh nào cũng đều có. Mùi hương mà mình muốn nói trong này đó là Nome, Lacoste Nome. Đấy, dành cho nam luôn nhé. Nome theo tiếng Pháp là đàn ông.
Thì đây là một mùi hương được perfumer đứng đằng sau, đó chính là Michel Guizart. Ông này thì là một perfumer của Givaudan, cũng là người sinh ra ở cái nôi nước hoa, đó là thị trấn Grasse. Ông đã làm, sau đó được tiếp cận và làm việc với rất rất nhiều những cái thương hiệu nổi tiếng. Nhưng mà để mà có một cái sáng tạo đó nào đó mà người Việt Nam nhớ tới, thì có lẽ rằng các bạn sẽ nhớ tới One Million. Đây là một trong những sáng tạo cực kỳ thành công của ông. Mặc dù đến thời điểm hiện tại thì tôi thấy rằng là One Million cũng không được đón nhận quá nhiều như cách đây khoảng tầm 5-7 năm. Nhưng mà các bạn có thể thấy rằng là One Million cũng đã một thời là mưa làm gió ở thị trường Việt Nam. Thì perfumer đứng sau mùi hương này cũng là perfumer đứng sau thành công trong rất nhiều sáng tạo của One Million. Mùi hương này thì khi các bạn vừa mới xịt ra thì các bạn nhận thấy một cái vai mùi rất là the, cay, tươi. Một trong những cái vai mùi rất quen thuộc. Cái này nó đến từ cái combo giữa cam chanh và gừng. Vâng, một trong những combo mà kể nhanh thôi chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện ở Elgansu After Game, nó xuất hiện ở Dior Homme Sport đúng không? Nhưng mà với hai mùi kia thì cái phiên bản nôm của nhà Lacoste có phần tối hơn, dày hơn và cảm giác tiêu nhiều hơn. Nó mang lại sự nam tính và chững chạc hơn so với hai sáng tạo mà mình vừa mới nhắc. Vì thế thì con này nó cũng sẽ có một cái độ tuổi và một cái thời điểm sử dụng phù hợp. Tí nữa mình sẽ lưu ý cho các bạn sau. Và sau khoảng tầm đâu đó 15 cho đến 20 phút thì các bạn sẽ nhận thấy một cái bay mùi ngọt xuất hiện. Một cái bay mùi ngọt cực kỳ quen thuộc. Các bạn cũng có thể gặp ở Bleu de Chanel, gặp ở những cái sáng tạo như kiểu YSL, EDP hoặc là YSL Le Parfum. Nó có xuất hiện ở trong đấy. Và sau khoảng tầm 15 cho đến 20 phút thì cái nét gừng cay nó dần dần dịu bớt xuống. Cụ thể thì cái nét cay nó sẽ trôi đi trước và cái nét kiểu juicy xì tươi của gừng nó sẽ kéo dài được lâu hơn. Nhưng các bạn sẽ nhận thấy cái nét ngọt ngay lập tức xuất hiện. Cái nét ngọt này đối với những người nào mà dùng nước hoa nhiều ấy, thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện ở trong khá là nhiều những sáng tạo như kiểu D&G The One, Bleu de Chanel, Hugo Boss. Đó, một vài sáng tạo rất là quen thuộc, nên là người con này các bạn nhận thấy rằng là cái vai của nó cực kỳ quốc dân, cực kỳ là nịnh mũi và có phần khá là an toàn. Nhưng mà cũng không trách được, tại vì một sản phẩm như kiểu nhà Lacoste họ có thể làm sao đó để truyền tải được cái phong cách mà họ mong muốn thôi. Và đương nhiên nó phải nịnh mũi, đáp ứng được cái mũi của số đông nữa. Đấy, nên là con này thì về sau tôi thấy lên ngọt này, tối, hơi creamy, kem kem. Nó vừa có một cái sự thu hút, vừa giữ được cái nét nam tính, nhưng mà vẫn có một cái độ ngọt kiểu phổ thông, nịnh mũi, an toàn. Vì thế thì nếu như bạn là một người kiểu mong chờ một chai nước hoa này là một chai nước hoa nó có nhiều cái điều đặc biệt, có thể trải nghiệm được những lớp lang, những sự biến chuyển, thì mình xin phép là không. Nhưng nếu như mà bạn chỉ cần một cái mùi hương cơ bản, chỉ cần đâu đó một chai nước hoa để sử dụng trong môi trường văn phòng hoặc cái phong cách mà mình sắp nói ở đây nó phù hợp với bạn, thì các bạn chỉ cần mua em nó, và thậm chí rằng các bạn có thể mua đi mua lại hoặc là mua với một cái size lớn, thì mùi hương này cực kỳ đa dụng, dễ dùng, dễ được khen, và nó cũng không có gì là khó tìm kiếm ở trên thị trường cả. Và không để các bạn hình dung lâu về cái phần mùi hương này, thì nếu như bạn có một cái phong cách ăn mặc, đó chính là những chiếc quần Âu, sau đó các bạn mặc những chiếc áo phông basic khoác ngoài một chiếc blazer cơ bản như vậy, sau đó đi một đôi sneaker, hoặc là với cái hình ảnh đây, hình ảnh chính xác là hình ảnh như này. Đây cũng là cái hình ảnh đại diện của chai nước hoa Lacoste Nôm này hướng tới đúng không? Đây là cũng là một cái phong cách mà ngày xưa tôi mặc rất rất nhiều. Nếu như các bạn để ý ở trong những cái video tầm 2020 và 2021 thì tôi thường xuyên mặc những cái bộ kiểu Giorgia, sau đó mặc ở trong những cái chiếc áo phông basic, có thể là màu nó hơi nổi bật hoặc là nó có trái ngược với cái bộ vest ở tôi mặc ở ngoài, và tôi luôn luôn đi một đôi sneaker. Đây là một cái phong cách cực kỳ quen thuộc đối với những bạn trẻ, và vì thế thì nếu như những bạn nào đang có một cái phong cách như thế này đó, như tôi vừa mới miêu tả, thì các bạn hoàn toàn có thể quan tâm đến chai nước hoa này. Phải nói rằng nhà Lacoste ấy, họ luôn luôn biết cách làm sao để đưa ra những sáng tạo nước hoa phù hợp với cái phong cách thời trang mà họ mang hướng tới. Điển hình là cái việc lựa chọn một chiếc quần Âu, một chiếc áo blazer cùng với cái áo phông basic không có cổ, đi đôi giày sneaker, nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa châu Âu và châu Á. Nó cũng xuất hiện trong rất nhiều những cái bộ phim liên quan đến cái style đến từ Hàn Quốc.
như kiểu mấy cái bộ phim mấy anh chàng gì nhỉ? Anh chàng kiểu mấy anh chàng cảnh sát, mấy anh chàng bộ đội khi mà anh được về nghỉ ấy, hay là kiểu Hạ Cánh Nơi Anh, bla bla, anh rất rất thích mặc cái kiểu như thế này. Thì đây tôi thấy rằng là cũng có sự đồng điệu với cái thời trang của Việt Nam. Mùi hương này thì ở trên da tôi thì nó sẽ bám được đâu đó khoảng tầm 6 đến 7 giờ, và cái độ tỏa hương của nó chắc là khoảng tầm hơn nửa cánh tay, và nó sẽ duy trì trong cái khoảng này trong khoảng tầm 2 đến 3 tiếng. Vì thế thì cái thời điểm sử dụng ok nhất đó chính là các bạn đi làm văn phòng, đặc biệt là những người trẻ vừa mới ra trường. Các bạn vừa có một cái sự trẻ trung năng động nhưng mà các bạn không muốn kiểu sơ mi xong rồi đóng kiểu cà vạt vùng các thứ, thì các bạn hoàn toàn có thể chọn mùi hương này và chọn cái cách ăn mặc như vậy để vừa đáp ứng cái tính lịch sự nhưng mà không mất đi cái sự trẻ trung năng động và nhiều năng lượng của mình. Đó. Con này thì ngoài cái môi trường văn phòng rất là ok ra thì các bạn có thể xịt ở khoảng tầm dưới 30 độ, một trong những cái mùi hương mà tôi nghĩ rằng là chắc là ở cái phân khúc giá rẻ của nhà Lacoste ở phân khúc đâu đó khoảng tầm 1 triệu đồng, thì con này cũng giống như kiểu là Bleu de Chanel ở cái phân khúc cao dành cho những người làm sale, dành cho những kiểu nghề kiểu business những thứ cao cấp hơn. Nên là đây là mùi hương mà các bạn học sinh sinh viên mới ra trường đi làm môi trường nhà nước văn phòng hoàn toàn nên thử một chai sắm, đảm bảo nhận được những lời khen và những cái nhìn rất là tôn trọng. Lacoste nôm. Và cuối cùng, nếu như bạn đã thử qua Lacoste Nôm cũng mới ra mắt cách đây khoảng tầm vài năm thôi, thì các bạn hoàn toàn có thể bình luận, chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên việc like, share, ấn nút theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Một trong những mùi hương mà tôi nghĩ là có thể là tôi sẽ ném vào list nước hoa văn phòng giá rẻ dành cho nam thì sao, đúng không? Bạn có những gợi ý nào phân khúc rẻ cùng chia sẻ cho mình nhé. Bây giờ thì xin chào, hẹn lại, bye bye.